ơi. Dạ coi. Mình nghe em sai gì cả. Nghe, nhìn mình nha. Mình cho mình nha. Chị còn lâu rồi mà. À, mình cho mình mà cốc đồng ha. Đợi thứ sổ của mình. À, mình mẹ thật. Đợi bà nghĩa đã có một lúc đá khơi khoản này. Hả, ông đẹp với bà nghĩa nha. Đợi thứ sổ của mình bị khai được lại bài. Cũng có lúc sự kiện bài tờ lọ chứ biết đi hiểu nghe rồi là mình cho mình nha. Đợi nó bây giờ tạm mà. Khi chị bỏ hết mình cho mình đi luôn. Hứa sự sống làm thang nghĩa. Bây giờ mình không tái luyện nha của khai chứ nha. Nên mới cho mình nha. Khi bởi cho mình không phải đuổi đến tạo. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.